chị tiêu ơi. Sờ sờ chi tiền nữa rồi em có ai thấy không? Dâm dữ hả?
Ở đây có ai thấy không hay là mình lên con Trâm thấy? Nên lên, em ra lại mua mấy chị lên đó. Rồi nãy mấy đứa vô trước chị đúng không? Mấy đứa thấy sao? Dạ. Bảo là chị nghe. Vô nói rồi kể rồi đã làm nói là chị Tiền làm này kia xong rồi Trâm nói là Trâm vô Trâm thấy vậy nhưng mà và lúc đó chị Tiền đang ngủ hay là đang thức? Chị Tiền mới giật mình dậy luôn á. Không, đang ngủ em thì vẫn mới dậy á. Chị Tiền giật mình dậy luôn á, chị Tiền không có thấy đâu. Là cuối cùng là mấy đứa vẫn tin chị Tiền đúng không? Dạ. Chị vẫn tin chị Tiền. Ủa mà tại sao em không tin chị Tiền vậy? Chị em đi ngáo hả? Cho dù bây giờ là chị lên sao đúng không, nhưng mà lúc mà chị Tiền mặc đồ này là chị Tiền đã ngủ trước đó rồi. Vậy mới đi xíu làm đồ ăn. Chị ngỡ nhớ này đố quen cho nó sao? Tại trong khi đó nó lại ghét cái này mà. Mà bây giờ là chị cũng cầm biết nhưng mà hổng gại. Chị tin tưởng cái này kia sao em lên em làm gì chị? Cẩm ơi, giờ không ai tin chị nữa chứ nó Cẩm. Giờ chị có mệt em rồi đó. Ủa, làm gì vậy? Ủa, làm cái gì đánh hả? Anh còn tương lai, còn mái ấm, còn người con gái đã hy sinh vì anh. Hả? Tại mày không á, tao bị lắm á. Tao có làm gì không? Em lên đây. Anh phải xa. Chị thấy nó chưa? Anh phải sống chính là. Chị đó mà chị quên em ra vậy đó hả? Ủa, trong khi đó có làm gì mà anh? Rất thương em không làm sai điều gì. Để người vậy, em thấy hồi nào nó cứ đúng với bộ. Tao không thấy nó chỗ nào. Trong khi đó tao đang ngủ, nó lên làm gì tao vậy? Tao ngủ tay vậy? Ủa, phải không? Mày đi ngu muội vừa thôi nghe. Đi làm cái gì chị chỉ với đầu rồi à? Còn mày nó là cái gì mà mày thấy không lạ gì hết trơn á, mà em thấy một người em biết một người nên em bên thôi. Là ủa tao là chị mày đó mà mày không tin tao có làm. Ủa đó sao em tin được, trong khi đó chị mặc đồ gì mà nó vô phòng chị cũng hay. Tao nói là tao mặc đồ ngủ với Tú, Tú còn ngủ xong cũng thay đồ tôi chứ chứ. Tao còn ngủ hiểu không? Chắc chị không nói, trong khi đó chị lừa yêu tôi nói cái đầu mày phải. Chị nghĩ sao mới tin chị Tiền đi? Chị đủ rồi đó nghe. Yêu nhau không đắng đo rồi sợ. Anh giải thích với em rồi, Tiền mặt đồ này không biết chị em phải làm gì với con bé này. Ủa, mắc gì phải giải thích với nó, tới như thế này là gì phải giải thích với nó. Bây giờ cho chị Vũ với nó này luôn đi, rồi mắc gì phải giải thích với nó. Mình sang chị Vũ với nó. Chị nói á, cho dù chị có ngủ với nó mà mắc gì nó phải riêng lên. Hai đứa con gì vậy? Hai đứa giải nhau vậy hả? Chị nói không đúng. Tại nó không hả? Rồi mắc gì em quýnh con nó. Hả? Ủa, trong khi đó nó lỡ nó ăn hiếp nó, mà trong khi đó nó xài em nói mà nó không nghe. Không nghe là quýnh nó hả? Nó phải làm sao mới vậy chứ? Mấy ngày trước nó xài chứ nào thì tao không cần biết nó xài đi. Bây giờ bữa nay tao không thấy nó xài gì đâu mà mày quýnh nó. Nhưng mà nó lớn tiếng em nói nó không nghe. Lớn tiếng nó nói là quýnh hả? Sao mày vũ phục cái gì vậy? Nhưng mà lý nó kể trước mà. Vậy sao vậy sao tao lớn tiếng với chị Tiền? Có khi nào chị Tiền quýnh tao không? Hả? Bác còn sợ tao nữa mà, sao mày quýnh nó? Chị nó mà quýnh tao chứ chị hôm qua quýnh tao nhiều lắm rồi đó. Ủa, thì em lớn tiếng với chị nói em có nghe gì đâu. Ủa, mày nói là nó hiểu được không quên gì vậy đó. Nó không hiểu đâu, cái nó hiểu tao nói rồi. Mày nói chuyện tao không lần nào không nổi. Thì yên đi, tại mày với tại mấy đứa này thôi. Có chị tại rồi. Rồi em đổ quan cho chị Tiền em làm được gì? Hả? Ngồi bên cho mày đổ quan. Em không có đổ quan, Cẩm. Không có ai làm gì em, sao nó cưỡng bức từ kia đi ngáo hay vậy? Chị đổ nó đi vậy? Hôm bữa là em đã nói chị rồi, xong rồi em lấy chị Tiền. Rồi bữa nay em vậy với chị Tiền nữa hả? Em bị khùng hả? Hả? Em thấy không Tiền có vậy rồi em mặc đồ mát mẻ nó lên làm gì? Em không có. Chị mẹ cái này tạt nước rồi chị. Chị Nhi hết đồ mặc rồi chị Nhi mới lấy, còn bộ này chị Nhi lấy mặc đó. Có điện thoại thì chị đi trước đi. Chị thấy chưa? Chị thấy nó bình cái gì chưa? Rồi em còn đừng làm nói nữa. Nó là gì bình dữ rồi? Hết đồ tụi nó là gì của gì? Nó là cái gì của chị em? Chị Nhi không làm gì cho em cũng coi như người trong nhà thôi. Mà em thấy là mấy đứa này ăn hiếp nên em mới bình thôi. Cái cách cư xử như thế này mà không là gì hết chị. Ủa em nói cái gì vậy? Em con cảm thấy nó coi em là người trong nhà. Tụi chị cũng coi em là người trong nhà. Tại sao em đối xử với chị như vậy? Em muốn chị hiểu lầm chị Tiền cho hai đứa chị cãi nhau hay sao? Con Trăng nó không nói dốc được, chị tin nó. Còn em thì sao? Hả? Em im lặng. Nhưng mà thật sự là như vậy mà Cẩm, em phải tin chị. Hôm nay chị Tiền thiếu hốt để nổi cái cằm tới em. Hả? Ở đây vậy cái đây. Còn chị ở đây chị. Thật sự là chị lên đây chị dọn dẹp thôi. Nó có dấu cái cây đó là của ai? Em nói cái dấu này là cạo gió. Em bị bệnh. Mấy đứa làm em bị bệnh. Ừ. Nói sao hồi nãy em vừa nhận là của chị Tiền làm em. Rồi xong bây giờ em nói lại hai mặt. Em nói là hồi nãy em mới vừa nói với chị là em cạo gió đúng không? Xong rồi em lên đây mấy đứa hỏi em nói là chị Tiền làm. Xong rồi tới bây giờ chị hỏi cái cạo gió mà chị tin em làm sao? Chị không có nói cái gì luôn mà gọi là hít kia gì luôn á. Thôi nói dấp thôi bà. Rõ ràng hồi nãy chị nói luôn á. Tính ra là em á nói giả tạo luôn sao mà nói vậy. Mày nói là tao em làm lì làm tớ nha mà đừng để tôi giả tạo chứ về đi. Không đúng rồi đó, bớt đi.
trong khi đó chị mày mày không bên vậy. Ủa chứ bả sai sao tao bên bả được? Sao mày biết bả sai? Lý do gì bả sai? Mày vợ con mày nó bị chuyện nó nói sao? Đâu, hôm nay nó nói dốc. Con mày nói vô là mấy ngày. Đi về đi. Mày tụi mày ăn hiếp người ta. Không có ăn hiếp, phải có cái gì người ta phải làm vậy. Lúc nào cũng nhiều rồi, ăn hiếp có một người thôi. Ủa tại mày sai, tại mày quá đúng rồi, mày quá vô đúng. Mày giống như là bà nội của cái nhà này. Thôi mày làm chỗ này. Chưa hề luôn á, chị lúc nào á cũng làm việc như ô xin ở trong nhà hết trơn. Mày vô bà nội tao. Em nói chuyện đàng hoàng nghe, ai bắt em làm việc như ô xin? Mày ô quế chứ phải là ô xin nữa. Hả? Ai bắt em làm việc vô xin mà em nói chuyện kiểu đó? Đó, chị tin nó nữa đi. Hả? Mấy hôm nay chị bệnh, chị ở trên nhà. Mấy đứa phụ em làm tiếp việc nhà chứ không phải là ai bắt em làm vô xin. Nhưng mà mấy đứa phụ em hay là nó lại nó kiếm chuyện rồi nó bày ra. Mày ra sao tao mới kiếm chuyện mày? Chị chưa làm cái gì mấy em luôn á. Ừ, chị chưa làm gì đó. Chưa thấy đâu mấy đứa này nè. Chị Di đang rửa chén á, cái ra nhặn đầu người ta, rồi đổ chạy sữa lên đầu người ta, rồi quay lén người ta nữa. Nhưng mà không có chị ngay thời điểm đó. Nhưng mà có chuyện gì thì em phải nói chị tiền chứ sao ra quý em đã. Tụi em giải thích rất là nhiều luôn rồi. Có tin đâu? Có ai tin không? Ủa thì từ từ nói chứ làm gì ra đánh người ta vậy? Không có gì mà từ từ hết trơn, từ từ biết tới khi nào. Ủa là đánh là giải quyết tất cả hả? Đánh cho em chưa? Mày biết giờ xanh đánh là phải chừa con dắt đúng rồi ba. Con người từng hứa cho đời. Mà đi đâu mà? Mày làm gì nắm tay? Con người hứa sẽ cho trời. Ôi làm gì vậy? Hiểu thấy em đây hả? Anh cứ mãi sống với ký ức. Nỗi nhớ cứ dày vò trong tim. Nhưng mà hứa cũng chỉ là lời gió bay. Biết đến nơi nào mà tìm. Ngày qua ngày cứ mỗi nhịp thở lại cảm thấy nặng nề trong mình. Sao em hoài vẫn mãi hy vọng một điều gì đó vào sớm bình minh. Lại được nhìn thấy anh vẫn nụ cười ánh mắt trong xanh. Vẫn là anh gặp cứ dẫn vô phòng luôn. Anh cũng ngồi ở mặt trong ôm. Cái gì vậy? Không biết em có kiếm chuyện gì nữa. Nhưng nỗi buồn của bình trong tim. Có phải là em gì vậy? Sao vô phòng tắm tốn như vậy hay? Ủa tự nhiên vô phòng tao rồi không gõ cửa. Tụi bay đảm gì vậy? Phòng riêng của tao nghe. Ghê ơi. Sao cho nó vô? Chị nói gì vậy? Phòng này của em đó chị mà. Ủa phòng riêng của em với chị nhưng mà chị vô chị ấy thấy đấy thì tao bằng tay bằng chứng cho hết kìa. Mình thấy cái gì vậy? Nó có ghẻ chứ bằng tay bằng chứng gì? Chị còn nắm tay nữa nữa. Mày ủa gì vậy? Thì chị coi như chị Di như chị em bình thường thôi. Chị chăm sóc cho bả thôi, em làm gì em căng lên dữ hả? Chị không gầy em bị sao chị thấy chị chăm sóc cho em biết nào không? Chứ em có nghe lời chị không? Chị nói em có nghe không? Tức là chị đụng như mình em còn không cho nữa. Tại mày ai biểu mày nói xử nó gì? Nói xử như thế nào? Thì đó, thái độ mày nãy giờ đó. Ủa thái độ tao sao? Tao cũng coi như là chị Di như bình thường thôi. Tụi bay em hiếp bảo quá thì tao bực. Nó khóc chưa? Ủa nó khóc thì cười. Nó ở đây luôn phần bà là đúng rồi, giờ không ai tin chị hết trơn á. Chị nói chị cũng không ai tin chị nữa đâu. Kệ cứ nói đi, em tin chị mà đâu. Bây giờ chị có làm gì á thì những chuyện đó cũng không thể nào rửa sạch nỗi oan ức của chị hết trơn á. Em tin chị em cảm. Chị, em tin chị mà, chị nín đi. Có bây em nè, có gì em nói là cho tụi nó. Bây giờ chỉ có mình em tin chị thôi. Nó quá đáng thiệt luôn á. Giờ chị không phải về nhà được. Rồi bây giờ ở đây á, chị tiền làm nhục chị. Không ai yêu thương chị hết á. Chị nín đi, em biết rồi. Em để em có em đây nó đáng không có giá nào gì chị đâu. Chị nín đi đừng khóc. Mỗi ngày chị sống ở đây á, ai cũng đều á, kiếm trò để hãm hại chị chứ. Rồi em biết rồi, chị nín đi chị đừng có khóc nữa. Chị đừng có suy nghĩ tào lao rồi làm hại đến hai mình nha. Chị cảm ơn em vì đã tin chị. Em biết rồi, chị nín đi. Chị đừng khóc nữa. Có em đây nè, có em đây nó không dám làm gì chị đâu. Chị nín đi. Chị nín đi đừng có khóc nữa. Xuống cái gì hồi, xuống cái máy đồ ăn cho ăn. Sáng giờ chị ăn gì chưa? Chưa, nãy sáng giờ mấy đứa kiếm trò chiêu chị chưa ăn gì trơn, với lại chị đang bị bệnh nữa. Vậy mà chị Tú không có tin chị gì trơn á. Thôi nín đi, có gì nữa em nói lại với chị Tú. Nín đi chị đừng khóc nữa, đừng suy nghĩ tầm bậy nha. Chỉ có em xem chị là người nhà thôi, chứ mấy người đó không xem chị là người nhà. Chứ nó có biết suy nghĩ đâu. Chị nín đi đừng khóc nữa. Khóc sưng mắt hết trơn á. Chị nín đi. Thôi chị nín thì chị đừng có khóc nữa nha. Tối nay có gì chị ngủ trong đây cũng được nữa.
khỏi còn ngủ với mấy đứa kia cũng không năng hiếp gì nữa. Dạ ơi, chị mà đi ra quán mình á, chắc mấy đứa hiếp chị. Để em nghe luôn nha. Mày á, cái gì? Mày là tao thấy mày ôm ở trong phòng rồi nghe. Ôm gì? Mày ôm ở trong phòng với đâu? Người ta á, bằng tay bằng chân mày không thấy hả? Ủa, đó là tại là tự bằng mày. Tại tự bằng hay là tụi bay quýnh? Ê, chị tiền không có hay như mày á, mày đó là người ham muốn muốn vậy á. Mày im đi, mày im đi cho nó. Mày mới chính là người bày đầu á. Có trời bày đầu. Mày đừng có bịa chuyện ra, mày bịa chuyện ra. Mày thấy không? Thấy không? Mày là ai? Mày là do ai? Ai biết là do mày bịa không? Có trời á, ủa chị tiền có ham muốn như mày nhắc tay tụi em sao? Em ngồi nó khóc gì? Mẹ em. Chị nói em có bao giờ em nghe lời chị không? Mày không còn là gì đó, nó muốn nghe lời mày hết chưa? Chứ tao nói nó có nghe đâu. Chứ mày có lại gì nó nghe mày? Ủa gì tao lại gì của nó mà tao nói nó không nghe đâu. Chứ mày là gì mà mày nói mày không có gì tôn trọng mày hết trơn á, sao nghe lời mày được? Đó, nó không tôn trọng tao, tao mới nói thôi. Mày không làm gì nó tôn trọng mày hết. Dù giờ mình sai hay đúng mình vẫn bên chị gì đó. Chứ nó lại gì mà phải nghe lời nó? Mày là người yêu nó thì phải có cái gì đó mới nghe lời mày. Là cái gì đời tao đúng không? Tối hai cái phòng này mày khỏi vô. Mày ngủ mày đó là người với con ba ngủ. Mày cho nó ngủ trong phòng nè. Mày bò cười mày nói gì bò đuổi ra ngoài cho nó đi ngủ chung luôn. Có gì đó là tối nay đi ra khỏi nhà. Chị tiện hay đồ xong cái nha. Kiếm chị tiện chỗ đồ. Ai đơn giản chị tiện chị lên kiếm chị tiện. Ai đơn giản chị tiện. Giờ mới bộ